Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trời Đất Quỷ Thần Thiên Địa ơi. Ta nói buổi sáng ngày hôm nay thì đồng bằng tiếp tục có một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái vấn đề của con gái của cô Sáu và cái anh MC giật cái micro đó, muốn gửi chia sẻ đến với tất cả quý cô chú anh chị, thì mọi người cũng thông cảm nha. Và cái lý do là buổi sáng ngày hôm nay á là trời mưa, tình hình thời tiết không tốt rồi mưa cho nên là ồn. Với cái tiếng của em á thì đang bị đau họng cho nên là nói hơi nhỏ một xíu ha. Anh chị mình cũng thông cảm ha. Hôm nay là cái mic nó cũng hết pin rồi. Thì nói chung á là cái này á, em nói với anh chị đây là cái vấn đề tâm linh rất là cao. Khi mà con gái của bà Sáu chuẩn bị đi qua ở bên Pháp thì cả gia đình nó với gia đình ông Bảy kéo nhau lên trên mộ để quỳ lại, thậm chí là còn kêu ông Năm hiển linh, vạch trần sự thật gì đó. Thì đúng là sự thật là ông Năm đã hiển linh và quật cho con gái của bà Sáu te tua tơi tả, không trượt một phát nào. Chúng ta cũng đã chứng kiến được cái cảnh nó ca hét thảm hại trên sân khấu ra làm sao. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì nó vẫn tiếp tục nó livestream nha. Thì ai làm gì làm nó không quan tâm đâu chị. Nó thẳng ra là những cái người mà ca hát chung với nó sẽ dính phốt hoặc là sẽ bị chửi, bị người ta nói này nói kia. Còn riêng về con gái bà Sáu thì nó không quan tâm vào cái vấn đề đó. Nó chỉ quan tâm là nó được đi hát, chỉ cần lên sân khấu cầm micro để nó có thể chứng tỏ được, chỉ với một người thôi, chỉ với con gái con Năm, không cần chứng tỏ với khán giả hay là chứng tỏ với bất kỳ ai, nó chỉ rằng muốn hơn con gái con Năm mà thôi. Thì hôm qua cái trang Facebook của là cái ông MC giật micro đó, cái ông Tâm đó, thì đã bị nhiều người tràn vào ở trong đó tấn công. Nhưng mà một cái điều lạ là những cái bài mà nói về vấn đề mà ồn ào thì ông Tâm này ông đều xóa, ông xóa hết. Và ông có một cái bình luận, thì một lát em sẽ đọc bình luận này cho anh chị mình nghe, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích cái vụ việc này. Và về phía ở bên đây thì con bầu Hà Mã cũng đi rêu rao là con gái của bà Sáu sau khi ca hát về cũng sẽ là được mời ca hát một cái đoàn lô tô khá là lớn. Đoàn lô tô này cũng có tiếng, chỉ trong vòng một đêm thôi thì nhiều người cũng vào để gọi như là bình luận tại sao lại mời cái con ca sĩ thầu đám. Thì bên phía đoàn lô tô này họ cũng lên tiếng để họ trả lời. Thì mình cũng chia sẻ với anh chị, có thì nói không có thì thôi. Đây là con bầu Hà Mã ha, nó chuyên gia là đi nói thêm nói bớt, nói những câu chuyện không có để lừa gạt mọi người mà thôi. Rồi bây giờ đọc cái bình luận của cái ông Tâm, cái ông mà MC giật micro của con gái bà Sáu. Thì nhiều người vô bình luận á là nói anh là tại sao mà anh lại đi chơi chung với là cái con ca sĩ mùa hè, con thầu đám, thất vọng về anh quá vân vân các kiểu. Tại vì có chụp hình chung đó, chụp hình đăng lên buổi sinh nhật đó. Thì ông này có một cái bình luận như thế này: chán thiệt anh ơi, không phải ai ác đâu, tại bà ấy thách thức tay đôi với khán giả vì anh đứng chung với bà ấy nhìn rõ chán luôn ấy ạ. Tức là nhiều người vào chửi con gái của bà Sáu, thì nói chung là cũng có nhiều người bênh vực, nhưng mà số đông là họ không đồng tình. Thì cái bình luận này họ mới trả lời nói rằng là có nhiều người nói rằng là tại sao ác tấn công con gái bà Sáu dồn vào đầu cùng đó. Thì cái bình luận này họ mới nói rằng là không phải ác, không phải tự nhiên mà chửi anh hay là chửi con kia, tại con này xấu quá. Thì cái ông MC giật micro ông mới nói như thế này: anh xin phép xóa bình luận của em, anh chỉ đến làm nhiệm vụ của người nghệ sĩ với bầu show và khán giả của anh không có qua lại với ca sĩ và chuyện gia đình của các ca sĩ như thế nào. Xin hãy bỏ qua anh khỏi drama của gia đình ca nghệ sĩ nào mà tụi em nhắc đến, vì anh không biết gì hết chuyện gia đình của họ. Anh sống ở Mỹ 33 năm rồi em, tha cho anh nha em. Đó. Thì nói chung á,
là cái ông mà MC giật Nitro này ông nói để chống chế đó ha, chứ thật chất ra nếu mà ông nói ông không biết thì mình cũng không tin. Ông nói ông biết thì không khác nào ông lại giống như là khứa hai bàn thờ ha. Những người mà người ta làm nghệ thuật, những cái làm nghệ sĩ thì hàng ngày họ đều biết ở trong giới showbiz nó diễn ra những cái vấn đề gì ồn ào, những câu chuyện này tôi nói thẳng anh chị, ở đâu mà không nhiều chuyện, ở đâu mà không biết. Tại vì nói chung á, cái lý do mà ông lên tiếng như vậy đó dễ hiểu. Ổng thì nói thẳng với anh chị là con gái của bà Sáu thì không có tuổi tôm gì đâu, đúng thật sự là ổng không có chơi, ông nói là ông chơi với nghệ sĩ là sai, không có chơi với con gái của bà Sáu mới đúng, chứ ông nói ông chơi với nghệ sĩ là sai, làm trong giới đó mà sao không chơi với nghệ sĩ được, đúng không? Phải có chơi, có bạn bè qua lại cái sao mà không có. Nhưng mà không có chơi với con gái bà Sáu là đúng, tại vì con gái bà Sáu là tuổi tôm. Nhưng mà chẳng qua đây là phải nể mặt, nể mặt ai? Nể mặt bà bầu. Cái đó là cái vấn đề chính. Vuốt mặt phải nể mũi, quánh chó phải nể chủ. Dù gì thì con gái của bà Sáu đi qua đó đó thì cũng đã được sạc răng giới thiệu, mà sạc răng là ai? Anh chị em bạn bè với là cái bà bồ xôn, thì không lẽ quánh con kia rồi không dầm mặt con kia, rồi sao mà dầm mặt bà bồ xôn này? Ít ra thì nói với anh chị là bà đó bà cũng có tiếng đó. Cái bà đó là bà cũng dữ dằn ở phút đó đó, chứ cũng không phải là dạng dừa đâu nha, không phải tầm thường. Thì đây á là lý do vì sao á mà con gái của bà Tháo thì nó thường là nó chả sợ ai, nó thách thức. Lý do là có một số những người, những gã khổng lồ như cái bà đó đứng sau lưng để chống lưng cho nó. Mà nói thật sự với anh chị là cái bà đó là vô cùng mất dạy nha, cũng giang hồ đó, ở khu vực đó đụng là bà chơi đó. Thì nói chung là cho bà là có máu mặt đi, có cộm cán đi, bà có thể khè được là mấy ông này. Nhưng mà nói thẳng với anh chị, nếu mà đúng ra với cái lương tâm là tôi, mà nếu mà tôi thấy rằng cái chương trình mà có những người này là tôi cũng sẽ không tham gia. Nói thẳng luôn, chị ơi thôi, tình cảm chị em mình là chị em, nhưng mà cái tiếng tâm của em mà nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà chị đưa kiểu này là coi như là chị cũng hại em rồi, cho nên là thôi em không tới được. Như ông Sơn đó ha, ổng nghỉ ổng không tới, vậy ta còn khen ổng. Chứ còn nói thẳng, nếu mà vì cái tình mà đi chơi chung với con gái bà Sáu rồi bây giờ anh bị chửi, anh bị người ta tấn công, rồi bà cũng vào đó bà bình luận một vài câu để bênh vực anh rồi thôi, chứ bà có làm gì được giúp anh đâu, bà có cho thêm tiền anh đâu. Không, mà bà chửi mất dạy đó nè, bà chửi khán giả là hút quần què rồi đủ thứ các kiểu nha, mặt mày sáng giống chó u bạch, nói chung là dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề để chửi người khác. Đó là cái bà bầu đó, bà bầu xô mà hiện tại bây giờ đang chống lưng cho con gái quả sao. Còn cái ông MC thì nói chung là ổng biết đó, cái ông mà giật micro, em nói với anh chị giật cái micro đó một phần là để chữa cháy cho con gái của bà Sáu đó, chứ không phải là giật micro là nó quê hết toàn thế, để cho nó ca nữa là sẽ còn quê nữa. Nhưng mà ông giật cái micro cho nó là cũng đỡ đạn cho nó một phần đó. Nó đứng như trời trồng đó, nó còn chưa biết quê biết nhục là gì mà vẫn còn lên livestream để nói, thì ông này ông cũng sợ. Nói chung là nếu mà nói trắng ra thì sẽ mất lòng. Mà ông nếu mà ông nói nghiêng về bên nào cũng được, đây nói chung là cũng khó cho ổng, cho nên ông phải viết như vậy. Mới là ông không tham gia vào năm ma gia đình của ca nghệ sĩ nào hết, ông không quen ai hết, thôi tha cho ổng. Mà thật ra ông biết đó chứ, chứ sao không biết, sao mà qua mặt tôi được, tôi nhìn một phát là tôi biết ngay, từ những cái vấn đề nhỏ nhất nhìn là biết liền, không có đường nào mà chạy chuột hết. Chẳng qua là ông sợ thôi. Sợ một phần là sợ khán giả, một phần là sợ bà bầu. Rồi mình nói chung là cái này thì để cho khán giả sẽ là người quyết định. Mà khán giả không phải là ở trong nước, mà khán giả là ở bên cái khu vực ở bên nước ngoài đó, khán giả mà khu vực của bà bầu đó đó, khán giả khu vực của là các anh MC đó đó, mình sẽ nhận xét về những cái tư cách phẩm chất đạo đức của là những con người này, đặc biệt là vấn đề của bà bầu. Một cái con người mà mình đã làm bồ xô thì đứng ra là mình cũng phải có một cái tư cách nào đó, mình phải có những cái lời ăn tiếng nói nào đó cho nó chuẩn chỉnh, chứ không phải là khi mà khán giả hoặc bà họ góp ý rồi mình chửi người ta là con này con kia, rồi nhìn những cái từ thô tục để mình đi binh vực. Đồng ý nó là con cháu mình hay là người thân của mình gì tôi không biết, nhưng mà đúng là đúng, sai là sai. Nên bà làm như vậy rồi mai mốt rồi khán giả bên đó, bà con ở bên đó không đi ủng hộ bà nữa thì bà lấy cái gì bà bỏ vào mồm ha.
bà con bên đó mà cô lập cộng đồng người Việt ở bên đó mà cô lập bà rồi thì bà chỉ có là bốc xít bỏ vào mồm thôi, thì ở đó mà bà thì nghĩ là bà ngon ha, giúp đỡ cho nó rồi sau này nó cũng xem bà là như một cái chiếc áo nó mặc cũ rồi nó quăng bỏ giục mà thôi rồi ha. Đó là vấn đề ồn ào ở bên Pháp. Còn ở bên đây thì mới ngày hôm qua hay gì đó thì nói chung em cũng chưa nghe, nhưng mà nghe khán giả nói rằng là có nghe được là con bồ Hà Mã nói rằng là sẽ là có một cái buổi ca hát gì đó trong một cái đoàn lô tô lớn và có cái sự tham dự của con cái và sáu thằng đó à. Thì ngay lập tức thì người ta đã vào để mà gọi như là hỏi thăm cái đoàn lô tô đó à. Thì người ta tại vì có cái thông tin là ngày tháng 11 á là con gái của bà sáu sẽ diễn 2 đêm ở một cái đoàn lô tô lớn. Rồi mời khán giả tới ủng hộ xem hát sau khi là con gái bà sáu lưu diễn về đó. Thì nghe cũng rầm rầm rộ rộ, bà con cũng vô hỏi thăm thì ngay lập tức là đoàn lô tô nó lên tiếng, nó nói rằng là chúng tôi chỉ mời không có mời ai hết ha, chỉ mời có một người duy nhất thôi, bởi chị ấy không có lỗ vui lòng không tung tin thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của đoàn. Chồng của chủ đoàn là luật sư, cũng không tốn kém bao nhiêu là ấy, tức là chỉ là không chỉ là cái đoàn lô tô này là chỉ mời một cái nhân vật như là mời lộ lộ gì đó, nói chung em thì cũng ít có xem mấy cái nhân vật đó chứ không có mời con gái của bà sáu. Ai mà tung tin đồn bậy là người ta sẽ là thưa kiện đó. Thì bây giờ anh chị nào mà có nghe Hà Mã mà nó nói vậy á, anh chị cắt khúc đó đi, anh chị quăng vô cái đoàn lô tô đó để cho người ta coi xem xét làm việc để ảnh hưởng tới cái đoàn lô tô người ta. Cái này là em nói với anh chị, vấn đề này là vấn đề về tâm linh. Rõ ràng là trước khi đi con gái của bà sáu đã lên mộ thắp nhang khấn vái gì trên đó thì không biết, khi vừa bước chân ra đi thì ông Năm gọi như đã hiển linh bạch trần hết sự thật rồi đó. Ông Năm đã bạch hết rồi mà mày còn chưa chịu nghe, mày lên trên đó mày còn quỳ lại mày cầu xin ổng là thôi vạch thêm đi cậu thì ổng vạch cho mày thấy. Ở đây là rõ ràng là ông Năm ổng linh ứng để cho mọi anh chị để ý đi, mỗi lần nó đi đâu nó sẽ lên trên mộ của ông Năm để nó cầu cầu khấn cho suôn sẻ ông Năm phù hộ, nhưng mà bây giờ ông Năm hết yêu thương con rồi. Đây là cái bằng chứng rất là cụ thể để cho con thấy rằng là cái những cái việc con làm là sai, nhưng mà tại sao mà nó không biết sai thì mình đặt cái dấu chấm hỏi. Chứ nó thật sự mà gặp em thì hôm nay là em phải xin lỗi khán giả rồi, thật sự là mình làm cái nghề đó nó rất là khó, vậy coi như là làm dâu trong họ đó. Rồi nếu như mình cương lại với số đông thì chắc chắn là mình sẽ bị loại trừ, khả năng cao là sẽ bị loại trừ, đó là như vậy. Mình phải chiều lòng khán giả đó, đó là cái lý do vì sao mà ông Năm không muốn là con gái của mình theo nghề đó. Nghề đó nó bạc lắm, thật sự là nó bạc, nhưng mà không phải là do khán giả nó bạc mà là do cái người làm nghệ thuật nó bạc. Rõ ràng khán giả là cho mình là cái chén cơm ăn, đưa mình lên mà nó xem thường khán giả, nó cười người ta, nó chê người ta, cái dở không có cửa nói chuyện với tôi đồ các kiểu con đà điểu cứ tối ngày cứ ảo tưởng là mình là coi như là sống trong nhung lụa này, cái các kiểu được cháu yêu giúp nó. Thẳng ra là ông Năm á thì ông thương con thương cháu thương gia đình, khi ông còn sống thì người ta còn nể ông đúng không, ít ra thì ông Năm ông còn có một cái mối quan hệ đàn anh trong nghề dẫn dắt biết bao nhiêu người nổi tiếng, người ta còn nể ông cho nên là mới cho mày một cái chén cơm. Nên bây giờ ông Năm ông mất rồi thì coi như là cái chỗ dựa đã mất rồi thì phải tự biết mà bươn chải, cứ tối ngày sống dựa dẫm vào cái hình ảnh của người cậu mình hoài không tốt, mà người ta cũng thích cái điều đó. Nói thẳng ra là người ta cho mày đi ca hát chung là vì ông Năm, là vì trả nợ được cho ông Năm, vì thương ông Năm đàn anh đó, người ta nể. Chứ mày tủi tôm gì mà bắt đầu là mày lên mày tỏ vẻ ta đây là cái người người ngồi trên ngồi trước rồi đó, nó sẽ làm nhiều cái hành động mình thấy đáng lên án. Ngày hôm nay là cái quả báo dành cho con gái của bà sáu, và nó đi tới đâu thì sao chổi tới đó, ảnh hưởng rất là nhiều tới người khác. Thì nói chung là khuyên mấy anh chị thôi, mấy anh chị không nghe thì ráng chịu, biết sao giờ mấy anh chị dính vào thì toan, mà này nói chung là cũng khó lắm anh chị tại vì bồn xô họ mời thì làm thì có thù lao,
rồi thêm nữa là tình cảm rồi kia nọ, nó rất là khó là từ chối. Vậy thì nói chung là cũng phải cố gắng mà hứng chịu thôi, chứ không biết phải nấu như thế nào đó. Thì nói chung là hôm nay thì buổi sáng cũng chia sẻ một số những cái thông tin như vậy để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. Anh chị đừng quên là đăng ký kênh, nhấn chuông cái kênh mới, cái link kênh em đã ghim với phần bình luận ha. Ngày hôm nay là chắc đủ 1.000 người rồi có thể live stream để chia sẻ với anh chị rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương và ủng hộ cho Rai Đồng Bằng trong suốt khoảng thời gian qua. Đồng Bằng rất là cảm ơn quý vị ha. Rồi bây giờ thì cũng xin tạm dừng, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong video.